đang dùng gì đó? Oppo Find 5 Pro. Em đang dùng Reno 8 kết hợp không? Dùng. Bây giờ thì hello đêm, lại là tôi gà tổng. Ồ, thằng cha rồi đây. Mà sao ông bạn nhìn giống tôi đấy? Ồ, thế à? Khác một cái mặt à? Ủa, Oppo Reno 8 Pro 5G đúng không? Ờ, Reno 8 Pro siêu chip kép á, được kết hợp từ toàn với Nhật như cái cách mà siêu chip kép trên Oppo Reno 8 Pro kết hợp với Dimensity 8100 với Mari Silicon X nha. Ủa, nhìn ngoài đời con này cứ như là phiên bản mắt to của Reno 8 5G. Ê, tôi mượn phát à? Mượn gì? Unbox hộp đi, tôi cho mượn. Đâu xem nào. Trong hộp thì tôi thấy có ốp lưng nè, và củ sạc Super Box 80W luôn nè. Ơ, ngon. Rồi dây sạc Type-C, ok, nói chung là cũng không có gì lạ lắm. Đó, đưa máy tôi coi xem nào. Thôi, camera của 8 Pro này to thật sự không ạ? To đến cái mức mà kiểu nổi bật luôn á. Kiểu ai mà nhìn tháng qua hay là kiểu lần đầu nhìn mà con này chắc chắn là kiểu gì mắt cũng sẽ đập vào camera này đầu tiên. Bởi vì nó to thật. Đặt cạnh với Find 5 Pro của tôi thì camera của nó kiểu kích thước một trời một vực luôn á. À mà nãy ông bảo gì cơ? Kiểu con này năm nay có siêu chip kép với kiểu giống Oppo Find 5 Pro của tôi á. Ừ, một chip là Dimensity 8100 Max và một chip xử lý hình ảnh do chính Oppo tự phát triển là Mari Silicon X, kết hợp với nhau như hổ mọc thêm cánh luôn. Và đây cũng là một cái điểm khác biệt nhất của Reno 8 Pro với những con máy khác trong tầm giá nha. Đây, tôi nói cho ông nghe này, có chip MPU riêng nên là phần xử lý hình ảnh như là tốc độ chụp nha, tốc độ xử lý khung hình, cụ thể là 40 khung hình trên giây. Tốc độ AI chạy thuật toán để xử lý hình ảnh thì chụp ra nó cũng sẽ nhanh hơn nhiều nè. Còn bình thường với các máy khác chỉ có một chip thôi á, thì con chip đó vừa phải xử lý tác vụ trong máy mà vừa phải xử lý ảnh chụp nữa. Một người ôm cả đống việc thì làm sao hiệu quả bằng một người chỉ chạy một việc thôi đúng không? Nói chung là nó giống như con Find 5 Pro mà của ông đang dùng ấy. Mà quan trọng là ông thấy con Find 5 Pro chụp ảnh đẹp không? Đẹp, quá đẹp luôn. Kiểu màu sắc của nó là chi tiết ấy. Nói chung là ảnh chụp nó đẹp đúng không? Đấy, thì với con Find 5 Pro nó đẹp như nào? Nó còn Reno 8 Pro dùng cái chip Mari Silicon X đó, chụp ảnh nó cũng đẹp chẳng thua kém gì Find 5 Pro đâu. Đã vậy cam chính của con này còn dùng cả biến IMX766 tương tự như Find 5 Pro luôn. Đây nha, demo cho ông coi mấy tấm mà tôi chụp chiếu sáng nè. Ông thấy khác gì nhiều không? Sạch. Con 8 Pro vẫn cứ phải gọi là ảnh chụp chiếu sáng lên vẫn cực ngon luôn. Thậm chí là quay video 4K trong điều kiện chiếu sáng nha. Tôi thấy là có MPU riêng nên là cái phần video được xử lý nó cũng tốt hơn nè. Rồi chụp người, màu da này kia lên cứ phải gọi là tươi, khỏi phải chê. Được đấy, nghe ông nói xong là người tôi kiểu bắt đầu cảm thấy nóng lên nè. Thế à, thế để tôi giảm máy lạnh cho ông nha. À không không, ý tôi ấy là người tôi nóng lên là do tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú và có chút gì đó rào rực trong người ông hiểu không? Thế thì bắt đầu nói đại vậy đi. Mà nói thật nha, người ông nóng nóng chứ con Dimensity 8100 Max ở trên con Reno 8 Pro này hơi bị mát đấy. Tôi mới chấm thử AnTuTu thì điểm số nó hơn 700.000 cơ. Nhưng mà nhiệt độ cao nhất khi chấm thì nó cũng chỉ 38,7 độ thôi. Quá mát mẻ luôn. Đây nhá, chip khỏe mà giao diện như Color S13 lại mượt mà còn tối ưu thế này nữa thì ông thấy này, bấm mở phản hồi các kiểu rất là nhanh luôn. Tôi cho ông coi setting của game trong PUBG luôn nè. Bật tối đa là HDR, chả khác gì chip của flagship đúng không? À, nhưng mà cái phiên bản này của tôi là phiên bản trải nghiệm trước cho nên nó có Color S13. Còn phiên bản chính thức khi mà bán ra thì nó sẽ chạy Color S12.1. Nhưng mà cứ yên tâm đi, sắp tới thì nó cũng cập nhật lên Color S13 như là Find 5 Pro thôi. Rồi, thế thì khác gì con Find 5 Pro của tôi nhỉ? Kiểu siêu chip kép từ máy vừa mạnh nên là còn vừa gần ngang với flagship cơ. Camera chụp thì cũng ngon chẳng thua kém gì của Oppo Find 5 Pro. Thế thì con này tôi thấy quá hợp cho ông nào kiểu thích Find 5 Pro nhưng mà kinh phí kiểu có hạn chế. Nhưng mà lại thích cái kiểu thiết kế mới rồi màu sắc trẻ trung của dòng Reno 8 series năm nay thì con Reno 8 Pro này là quá ok luôn. À mà từ từ, ông nói cái gì tới thiết kế đúng không? Mà ông thấy thiết kế con Reno 8 Pro năm nay đẹp không? Đối với tôi nha, tôi thấy thiết kế con này kiểu nhìn bên ngoài ấy, cầm nắm sờ soạn mà thôi là tôi thấy nó kiểu thiết kế nó hoàn thiện của nó tỉ mỉ thật sự luôn. Đây này, đặc biệt là mấy cái chỗ vắt cong, chỗ lưng hoặc là khung viền kim loại gần camera ấy, nhìn nó tinh xảo lắm luôn đấy. Chưa kể là phần viền tiếp giáp với mặt lưng của máy nó rất là khít. Nhìn bên cạnh phần camera thì cảm giác như là nguyên cái bộ khung của Reno 8 Pro này ấy, nó được đúc nguyên khối vậy. Mà tôi là tôi thích cái màu mặt lưng con này cực. Một cái màu xanh min rất nhẹ nhàng này. Mặc dù không còn hiệu ứng Oppo Glow như Reno 8 5G nhưng mà cái màu xanh này tôi vẫn thấy được là nó thể hiện cái sự trẻ trung và quan trọng là nó đẹp nữa. Ừ, mà tôi thấy màn hình con Reno 8 Pro này đẹp phết nhờ. So với Find 5 Pro của tôi chả khác biệt gì luôn. Ừ, thế mà không biết à? Biết gì cơ? Thầy thật sự làm review mà không nhớ thông số à? Con Reno 8 Pro thông số màn hình của nó hơi bị ngon nha. Có màn AMOLED này, thậm chí màn hình con này còn đạt là mực tàu cơ. Có tần số quét 120Hz, có cả công nghệ HDR10 Plus luôn. Đây, tôi so sánh thử cho ông coi nè. Đây là chất lượng màn hình về màu sắc, độ độ khối của hình ảnh thì giữa Find 5 Pro và Reno 8 Pro nhìn bằng mắt thường thôi là đã rất khó phân biệt rồi ấy. Đây là ông cứ yên tâm đi, máy cần cao cấp thì màn hình nó phải ngon chứ, đúng không? Ừ, mà công nhận ông nói đúng đấy. Công nhận mặt trước con này có một cái nữa tôi thích là vì màn hình của nó mỏng lắm. Mà không những kiểu mỏng bình thường đâu, nó còn mỏng đều cái cạnh nữa cơ. Nhìn cái màn hình 6.7 inch này nhìn nó đã thật sự luôn. Là còn có cả biến bên tay bên trong màn hình nữa cơ. 10 điểm. Tôi tổng kết lại đi. Tôi thấy là siêu chip kép trên Oppo Reno 8 Pro ấy là một cái gì đó rất là hay của Oppo luôn. Mà đằng này nó lại có trên dòng Reno nữa cơ. Vừa giúp cho camera chụp ngon hơn tương tự như Find 5 Pro mà vừa có một cái hiệu năng quá tốt với Dimensity 8100 Max này. Trong khi giá thì dễ tiếp cận hơn nhiều, chứ kể là máy đẹp, sạc thì vẫn nhanh với Super Box 80W. Pin vừa đủ dùng với dung lượng là 4500 mAh. Nói chung là vừa kết hợp với cái kiểu thiết kế của dòng Reno 8 series năm nay là nhiều bạn trẻ yêu thích nha. Rồi thêm cả con chip
MPU riêng để xử lý hình ảnh riêng nữa để giúp camera chụp tốt hơn. Đúng. Rồi giờ thì ông cho tôi mượn máy xíu này để tôi dùng thêm thời gian nữa tôi chia sẻ với viewer của tôi chứ. Ờ thế à? Viewer trên kênh của ông thì cũng là của tôi thôi. Ê, thế nha, bye. Thôi thì anh em thích video đừng quên bấm like, share và chấm ra như NGZ nhé. Sắp tới thì tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về con Oppo Reno 8 Pro. Bây giờ thì bye bye. Ủa, tôi không làm được giống thằng kia vậy?